đàn ông á, cái quan trọng của họ là sự nghiệp, quan trọng của họ là cái tính, họ có thể làm những cái sự nghiệp to lớn, những cái điều to lớn giúp đỡ cộng đồng. Và lời khen á, truyền miệng từ ngày ngày qua người khác tác động rất là lớn đối với người đàn ông. Khen trước đám đông cực kỳ mạnh đối với người đàn ông, nó rất là tê, nó rất là phê. Và khen người đàn ông á, khen họ những cái đặc điểm sự nghiệp to lớn mà họ làm được, rồi những cái phần mà những người đàn ông khác hầu như họ không làm được, những cái đặc tính mà hiếm người đàn ông được mà bạn khen, có nghĩa rằng bạn đang lấy lòng người khác. Ví dụ như đa phần người đàn ông sẽ không dịu dàng, đa phần người đàn ông sẽ không nhỏ nhẹ, đa phần người đàn ông sẽ không thanh lịch theo cái kiểu là ngôn từ á, đa phần người đàn ông sẽ không chi tiết, đa người đàn ông không sẽ không quan tâm thấu hiểu tâm lý nữ. Nhưng mà niềm mình phát hiện anh ta có những cái điều đó, mình khen, đó là cái sự nổi bật khi mình khen người đàn ông.